đi cúng tổ với ai? Mỗi năm thì mẹ cúng tổ với mẹ, và mỗi năm là mẹ có làm ở nhà luôn. Đợt này là phải đi một mình, không có ai hết. Thì cái cảm xúc mà sau một năm quá là nhiều mất mát, quá nhiều đau buồn mà được quay trở lại để cúng tổ, thì cảm xúc của Thiên Ngân như thế nào? Thì bây giờ cảm thấy rất là gọi là bị thiếu cái gì đó, như là mình cúng tổ thì mình dâng lòng thành thơ cho tổ thì cũng rất là vui, nhưng mà trong lòng vẫn có một cái gì đó rất là thiếu. Như khi mà cô chú MC giới thiệu tên và giới thiệu một người ca sĩ, người nghệ sĩ nào đó, thì mình chẳng mong muốn cái tên của người đó được vinh danh lên, được kêu lên để hát, nhưng mà không được, cho nên hơi bị thiếu vắng vậy thôi. Nói thì nổi da gà thiệt đó. Kiểu thấy trống trải. Thì trải qua một năm không giỗ tổ, thì nếu mà anh được đi giỗ tổ lại á, gặp được nhiều anh chị nghệ sĩ gì á, thì anh có cảm xúc như thế nào? Thì giống như nhắc tới một năm vừa rồi thì một năm khá là đau buồn, thì cho tất cả chúng ta nói chung là anh chị em nghệ sĩ nói riêng, thì một năm khá là im ắng, thì bây giờ trở lại mình cảm giác như là sẽ háo hức nó nhân đôi lên vậy đó. Giống như là ngày hôm nay có nhiều người dí dỏm như là ngày Tết của chị em nghệ sĩ gì đó. Chị em nghệ sĩ đi đâu cũng gặp nhau, cũng cúng tổ. Thì mình lướt trên những mạng xã hội cũng gặp nhau rất là nhiều. Gặp những cái bài đăng về cúng tổ này kia nào, mình cảm thấy rất là vui, hào hứng. Mà thì giống như ăn Tết vậy đó, ngày hôm nay thì rất là hào hứng luôn á. Thích lắm, vui lắm. Và hy vọng là năm nào cũng vậy, thì tất cả các em chị em nghệ sĩ cũng sẽ tụ hợp lại với nhau. Và cũng sẽ có một ngày giỗ tổ thật là ý nghĩa và hân hoan, và tất cả chị em nghệ sĩ sẽ được tổ soi sáng trong bước đường nghệ thuật của mình. Thì mọi năm anh đi cúng tổ với ai? Mỗi năm thường á, có một cái này rất là giống như là không phải là xui hả ta, cái này là xui á, là 3 năm gần đây năm nào tới ngày giỗ tổ anh cũng bận hết. Anh năm vừa rồi á là anh bận đi quay, mà đi quay mà quay kính trong quay cái game show đó, là ngay đợt dịch luôn mà đã qua game show đó. Game show đó khán giả ở một phòng riêng và quay ở một phòng riêng, quay nguyên một ngày luôn. Tới chiều tối về thì anh mua một con gà anh đi cúng. Và trước đó nữa thì anh kẹt show Hà Nội, thì có một cái fact rất là vui cho mọi người, đó là ở ngoài Hà Nội người ta không có cúng tổ. Tới ngày đó anh đi tìm một chỗ để cúng tổ nè, hỏi là chỗ nào mà có cúng tổ để lại cúng á, thì những người ngoài Hà Nội cũng nói là không có cúng tổ luôn. Và năm trước đó nữa thì anh cũng bận đi quay. Còn cái năm nay là cái năm mà mình được hòa chung không khí với tất cả mọi người, thì cảm giác rất là vui. Bây giờ nó là cái niềm vui nó nhân đôi là vậy đó, nó vui lắm. Đại gia đình bé nhỏ chào anh ba. Bây giờ chúng con ca sĩ Ân Hoàng Phúc và dân hài Tấn Hoàng sẽ đại diện, dân hài Tấn Hoàng là đại diện cho Mạnh Tường Quân, anh Nguyễn Quang Hùng, công ty Phượng Hoàng Phúc Nhân, và Ân Hoàng Phúc là đại diện cho toàn thể các ca sĩ nghệ sĩ chúng ta gửi cho các cô chú đang ở trường nghệ sĩ. Tôi là không có nghiện nha.
là cô Trang nhờ, cô Trang có chùa nghệ sĩ nhờ. Cường ơi, Cường điều khiển cái này giùm cô cái con. À, cảm ơn anh Tấn Hoàng, Tấn Hoàng gửi lời cảm ơn anh Hùng dùng cho nghệ sĩ điều khiển nha. Cảm ơn anh Tấn Hoàng Phúc. Trang lãm thì Trang đeo vũ trang và ai cũng gửi vũ trường. Hồng cũng muốn làm chồng.
Ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.